Xin kính chào quý vị khán giả, một tuần mới đang đến với tất cả chúng ta. Phương Hiếu và Yến Ngọc kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2015, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay. Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 6. Cơn bão số 1 trên Biển Đông với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9. Ưu tiên vốn khắc phục sạt lở bờ biển. Miễn tiền thuê đất, gỡ khó cho ưu đãi đầu tư. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13. Sáng nay, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 6, tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp. Trong tuần này, Quốc hội tập trung thảo luận tại hội trường các dự án Bộ luật dân sự sửa đổi, Luật tố tụng hành chính sửa đổi, Luật trưng cầu ý dân, dự án Luật thống kê sửa đổi, Luật an toàn thông tin, Luật khí tượng thủy văn, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam. Thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc, nghị quyết về giám sát chuyên đề, biểu quyết thông qua luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật kiểm toán nhà nước sửa đổi, luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, luật ngân sách nhà nước sửa đổi, luật an toàn vệ sinh lao động. Sau đây là thông tin về cơn bão số 1 trên Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 2 giờ sáng nay, ngày 22 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ khoảng 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km, đi đến 1 giờ ngày 23 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là khoảng từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 10-11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Và để chủ động đối phó với bão số 1, các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung đang tập trung kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão. Nhằm chủ động đối phó với bão số 1, các tỉnh thành khu vực miền Trung đều đã có công điện yêu cầu các đơn vị địa phương triển khai phương án phòng tránh thiên tai. Bộ đội biên phòng các tỉnh thành cũng đã thông báo hướng dẫn tàu thuyền đang đánh bắt trên biển biết hướng di chuyển của bão, đồng thời kêu gọi các chủ phương tiện nhanh chóng vào bờ hoặc tìm cách thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm trú tránh an toàn. Tại thành phố Đà Nẵng, theo thống kê của ngành chức năng, đến chiều hôm qua 21 tháng 6, không có tàu cá nào của thành phố đang đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa. Hiện nay, hơn 250 tàu thuyền với 1.860 lao động của thành phố vẫn còn ở ngoài khơi, đang gấp rút trên đường về bờ tránh bão hoặc thoát ra vùng nguy hiểm của bão. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục có công điện số 04 đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển, từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. Thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển từ kinh tuyến 109 đến 113, phía bắc vị tuyến 115 và sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão. Bên cạnh đó, theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng phó khi có yêu cầu,
tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Và theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về giải pháp khắc phục sạt lở bờ biển, khôi phục rừng phòng hộ ven biển ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì biến đổi khí hậu và mặt trái của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội đã gây ra nhiều tác động tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của người dân vùng ven biển. Hiện có 265 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 450 km tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long bị mất khoảng 500 hectare rừng ngập mặn một năm. Để khắc phục sạt lở, những năm qua, hầu hết các địa phương chủ yếu áp dụng giải pháp xây dựng kè cứng chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Đây là giải pháp có suất đầu tư cao, chưa thực sự bền vững, hiệu quả tại một số khu vực không phù hợp với xu thế chung, được nhiều nước hiện nay hướng tới là áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường và trả lại không gian cho sông. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ ngành có liên quan sớm tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu, dự án thí điểm theo quy định, công bố kết quả nghiên cứu, hướng dẫn và định hướng cho các địa phương ứng dụng kết quả nghiên cứu. Đồng thời tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn, sự nghiệp khoa học và công nghệ để triển khai các hoạt động nghiên cứu, đánh giá tổng thể về thực trạng xâm thực, sạt lở bờ biển trên phạm vi cả nước, nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp phòng chống xâm thực bờ biển, khôi phục rừng phòng hộ ven biển tại các khu vực ven biển bị xói sâu, nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp mềm thân thiện với môi trường để bảo vệ bờ sông, nhất là đối với hệ thống kênh rạch ở đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình Chào buổi sáng xin được tiếp tục với các thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Hải quan mới công bố số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu kỳ 1 tháng 6. Tính đến ngày 15 tháng 6, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt 144,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,2%, tương ứng tăng 16,8 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2014. Theo số liệu này, cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 6 đã thâm hụt 635 triệu đô la Mỹ. Đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15 tháng 6 thâm hụt 3,66 tỷ đô la Mỹ. Trong kỳ 1 tháng 6, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 6,92 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,4% so nửa cuối tháng 5 năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 70,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2014. Nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc miễn giảm tiền thuê đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư, không bao gồm hoạt động khai thác khoáng sản, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể gửi các địa phương. Cụ thể, đối với trường hợp được nhà nước cho thuê đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, mà tại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc giấy phép đầu tư có ghi cụ thể mức miễn giảm tiền thuê đất, nhưng chưa làm thủ tục để được miễn giảm tiền thuê đất, thì nay được hợp thức hóa cho phép các trường hợp này vẫn được hưởng ưu đãi theo quy định tại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, giấy phép đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Một số trường hợp khác được nhà nước cho thuê đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì được hợp thức hóa cho phép các trường hợp này vẫn được hưởng ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời điểm được nhà nước cho thuê đất. Tất cả các trường hợp nói trên, người được nhà nước cho thuê đất phải làm thủ tục nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền thuê để được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định nêu trên trước ngày 30 tháng 6 năm 2016. Sau một năm thực hiện thí điểm cho vay theo chuỗi nông nghiệp tới nay, thì hàng ngàn tỷ đồng vốn ưu đãi đã tới tay các hộ dân trong các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ cá tra. Tuy nhiên, giới lĩnh vực gạo lại đang bị tắc vốn, chưa giải ngân được vì doanh nghiệp vẫn chưa hình thành được chuỗi liên kết. Trong quá trình thực hiện vay theo chuỗi, các doanh nghiệp vẫn đang gặp phải một số vướng mắc. Trong đó, vướng mắc lớn là quy định về nguyên tắc cho vay chưa rõ ràng nên gây sự hiểu nhầm. Nếu như cá tra có nhiều thuận lợi trong vay thí điểm thì gạo lại không có thuận lợi đó, bởi lúa gạo vẫn chưa hình thành chuỗi lớn. Theo hợp đồng, doanh nghiệp sẽ dùng nguồn vốn vay ưu đãi lãi suất này để đầu tư dự án cánh đồng liên kết sản xuất lúa gạo tại địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, sau hơn 7 tháng các hợp đồng tín dụng được ký kết, các tổ chức tín dụng vẫn chưa thể giải ngân nguồn vốn vì doanh nghiệp chưa có nhu cầu. Thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vstart cho biết, chính phủ Ấn Độ vừa chính thức khởi động gói ưu đãi tín dụng trị giá 300 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp dệt may Việt Nam phát triển nguyên liệu, thực hiện các dự án sản xuất vải, dệt nhuộm, tăng cường thương mại dệt may giữa hai nước. Dự kiến gói tín dụng 300 triệu đô la Mỹ không chỉ dành cho các doanh nghiệp có các dự án đầu tư dệt nhuộm
mà một phần còn hỗ trợ doanh nghiệp Ấn Độ đến Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực này. Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ đầu tư một khu công nghiệp gần thành phố Hồ Chí Minh, tập trung sản xuất nguyên phụ liệu trong ngành dệt may. Sản phẩm làm ra được cung cấp tại chỗ cho doanh nghiệp Việt Nam, phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Để khởi động vay vốn từ chương trình này, Vitas đang đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi gửi thông tin về dự án, thời gian dự kiến triển khai, quy mô và công suất của nhà máy, nhân sự thực hiện, sản phẩm của dự án và số vốn cần vay để Vitas căn cứ vào đó đề xuất vay vốn. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, để chủ động nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và đảm bảo an sinh cho người dân vào mùa mưa lũ, thì thời gian qua các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm đến công tác thủy lợi. Riêng từ đầu năm đến nay, bằng nguồn vốn địa phương quản lý, các huyện thị thành phố trong tỉnh đã triển khai thi công 45 công trình thủy lợi, trong đó có 34 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, lũy kế giá trị thực hiện hơn 22,5 tỷ đồng, vượt 3,2% kế hoạch thủy lợi mùa khô. Ngoài ra, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh còn triển khai thực hiện được 71 công trình thủy lợi nội đồng, có tổng chiều dài hơn 32 km, với khối lượng đất đào đắp gần 51.000 mét khối. Như vậy đã góp phần khép kín thủy lợi thêm gần 800 hecta diện tích đất nông nghiệp, nâng tổng số diện tích được khép kín thủy lợi lên hơn 108.300 hecta, chiếm 91% diện tích đất nông nghiệp trong toàn tỉnh. Vào chiều ngày hôm qua, ngày 21 tháng 6, lễ hội cây trái ngon an toàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre lần thứ 15 năm 2015 đã bế mạc sau 5 ngày tổ chức. Nhiều giải thưởng đã được trao tại các hội thi. Có 139 mẫu trái cây các loại của các nhà vườn trong và ngoài tỉnh đã tham gia hội thi trái ngon an toàn năm nay, giảm hơn 65 mẫu so với năm 2014. Kết quả có 1 giải nhất, 9 giải nhì và 18 giải ba. Theo ban tổ chức cho biết, hiện tượng mẫu trái ngon gửi về dự thi giảm mạnh so với những năm trước là điều cần phải tìm hiểu và xem xét nguyên nhân. Tuy nhiên, theo lý giải của ông Võ Hoài Chân, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ Cao tỉnh Bến Tre, thì mỗi năm một lần tổ chức lễ hội cây trái ngon nhà vườn là không đủ thời gian để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao để dự thi. Do vậy, cần nghiên cứu việc lập kế hoạch tổ chức từ 2 đến 3 năm một lần thì các nhà vườn mới có thời gian đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt để lập lại trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm số vụ tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí trong năm 2015. Trong những ngày qua, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tại địa phương. Là một trong những doanh nghiệp vận tải hành khách đăng ký hoạt động một số tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua tuy đã tuân thủ nhiều quy định trong việc đảm bảo các điều kiện trong kinh doanh vận tải hành khách, nhưng qua kiểm tra của ngành chức năng thì công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phương Trang chi nhánh Vĩnh Long vẫn còn không ít vi phạm trong quá trình hoạt động, như thành lập điểm giao dịch và đón trả khách khi chưa được Sở Giao thông Vận tải cấp phép, tổ chức bán vé cho hành khách tại điểm giao dịch khi chưa được cấp phép. Công ty Phương Trang đã như là đăng ký với Sở Giao thông thì tuyến cố định là Vĩnh Long thành phố Hồ Chí Minh, Bình Minh thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài ra chúng tôi có đăng ký ở Sở Kế hoạch Đầu tư là giấy phép kinh doanh. Còn những cái điểm như là văn phòng Sông Phú thì hiện nay chúng tôi chỉ còn một cái điểm này nữa thôi. Còn giấy phép kinh doanh chúng tôi đã đăng ký đầy đủ hết rồi. Thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong những ngày qua, Thanh tra Giao thông đã tăng cường công tác kiểm tra việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc kiểm tra các điều kiện trong kinh doanh đối với các chủ doanh nghiệp lái xe, kiểm tra về thủ tục hành chính, đăng ký đăng kiểm phương tiện, lệnh xuất bến, việc niêm yết giá vé, lực lượng thanh tra chuyên ngành còn tập trung kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện vận tải hành khách nhằm kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm của các lái xe khi tham gia giao thông, như điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Theo đánh giá của ngành chức năng, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nên ý thức chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình hoạt động của các chủ phương tiện và lái xe đã được nâng lên. Phần lớn các doanh nghiệp đều đảm bảo các điều kiện khi đưa phương tiện phục vụ hành khách. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp vận tải hành khách cần khắc phục để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình hoạt động. Cũng còn một số là công ty doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải ô tô bằng xe khách thì cũng chung là cũng chưa chấp hành nghiêm. Nhất là cái thứ nhất là xây dựng những cái điểm giao dịch
tiếc là cái nhưng cũng còn là đón trả khách ngay cái điểm dịch đó. Trên cái tuyến quốc lộ thì các đồng chí cũng biết, tức là cũng còn cái xuyên tuyến thì có cái tranh giành khách thì chúng tôi là cũng kịp thời theo cái phản ảnh của người dân hoặc là các nhà kinh doanh thì chúng tôi cũng kịp thời chấn chỉnh. Việc tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các doanh nghiệp vận tải hành khách như phương tiện không đăng ký đăng kiểm, phương tiện không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc có lắp đặt nhưng không chiết xuất đúng quy định, phương tiện chở quá số người quy định sẽ là giải pháp hữu hiệu trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các phương tiện khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân khi tham gia giao thông. Mở đầu một điểm báo sáng nay, chúng ta cùng điểm qua những thông tin nổi bật được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Báo chí phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bỏ ngay hơn 3.000 điều kiện kinh doanh trái luật, lắp rạch làm dự án bất động sản, bệnh viện từ thiện gặp khó, nghĩa tình giữa Hoàng Sa, tránh được đại dịch béo phì, tự kiểm tra độc tố trong thực phẩm, giữ rừng cho cao nguyên. Nhiều kênh mương rạch ở thành phố Hồ Chí Minh theo thời gian giờ đây chỉ còn trong ký ức hoặc là chỉ còn lại một phần nhỏ so với trước đây. Đề cập đến vấn đề này, báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng nay có bài viết lắp rạch làm dự án bất động sản, nội dung bài báo cho biết. Hàng loạt dự án kinh doanh bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh đã được cơ quan chức năng tạo điều kiện cho lắp rạch. Có dự án buộc phải làm hồ điều tiết để bù lại diện tích lắp rạch nhưng chủ đầu tư không thực hiện. Trong khi đó, các nhà khoa học cảnh báo việc san lấp kênh rạch sẽ gây ra những hậu quả nặng nề về ngập nước và môi trường sinh thái. Thông tin chi tiết có ở trang 3 của báo. Nghĩa tình giữa Hoàng Sa là tiêu đề phóng sự được đăng trên báo Tuổi Trẻ sáng nay cho biết. Cùng nhau ra khơi, lúc hoạn nạn lại không quản ngại hiểm nguy, giúp nhau vượt qua khó khăn. Những người dân Can Trường ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ngày đêm bám quần đảo Hoàng Sa, đánh bắt hải sản, góp phần khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Thông tin chi tiết có ở trang 18 của báo. Còn trên trang 4 của báo Tuổi Trẻ thì có bài viết với nhan đề giữ rừng cho cao nguyên, nội dung bài báo phản ánh. Chuyện thông rừng bị đốn hạ đầu độc không quá lạ ở cao nguyên, thông xanh bạt ngàn. Cứ vài ngày, vài tháng lại nghe tin hàng trăm, hàng ngàn cây thông ở các khu rừng phòng hộ, rừng nội ô ngã xuống, nhường chỗ cho cây cà phê, hoa màu, v.v. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ che phủ rừng của Lâm Đồng hiện chỉ ở mức 52,5%. Riêng thành phố Đà Lạt có tỷ lệ che phủ rừng thấp nhất với 42%. Sau 10 năm, tỷ lệ rừng che phủ của Lâm Đồng giảm hơn 10%. Dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 công bố con số giật mình. Chưa đầy 5 năm, Lâm Đồng mất khoảng 90.000 hectare rừng, đa số là rừng thông. Báo Thanh Niên số ra sáng nay có các thông tin đáng chú ý như sau. Sông chết bao dây Hà Nội, báo chí cần tiếp tục phê phán, đấu tranh với cái xấu, cái ác trên mọi lĩnh vực. Nguy cơ sụp đổ một chủ trương, truy bắt cướp biển người Indonesia trên đảo Thổ Chu. Ông Thợ Mộc thắng kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Man City sẽ thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Câu chuyện về ô nhiễm nặng nề trên các dòng sông ở Hà Nội đang đe dọa đời sống sức khỏe của người dân là vấn đề nóng được trang báo Thanh Niên số ra hôm nay đề cập đến với bài viết tựa đề Sông chết bao quanh Hà Nội, bài báo được đăng trên trang 3. Đây là lời cảnh báo hết sức đáng quan tâm bởi qua khảo sát thực tế trên các dòng sông, tình trạng môi trường bị ô nhiễm đang ở mức báo động cao. Không những vậy, việc các dòng sông, hồ, đầm ô nhiễm cũng dẫn đến nguồn nước ngầm ở Hà Nội có nguy cơ ô nhiễm theo. Trong đó đáng lo nhất là nước ngầm nhiễm các độc tố có thể gây ra bệnh nan y. Câu chuyện ô nhiễm các dòng sông đến mức báo động không chỉ diễn ra ở Hà Nội mà ở hầu hết các đô thị trong cả nước. Và hai nguyên nhân chính khiến cho việc ô nhiễm này ngày càng trầm trọng hơn là cư dân đô thị thiếu ý thức và thiếu sự quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải của các địa phương. Và cũng trên báo Thanh Niên số ra ngày hôm nay đặt vấn đề về nguy cơ một chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo không được tuân thủ nghiêm, đó là chủ trương không thi tuyển vào lớp 6. Trên trang 8 và trên trang 17 của báo Thanh Niên số ra ngày hôm nay đề cập về sự lo ngại các biến tướng để phớt lờ chủ trương này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần qua, thì trường tiểu học Trần Đại Nghĩa tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh, mà theo các chuyên gia thì từ nội dung cho đến cách tổ chức không khác gì kỳ thi tuyển. Bài báo có nhiều thông tin thú vị, các bạn quan tâm có thể tìm đọc.
Ngoài ra thì trên trang báo Thanh Niên còn có nhiều bài viết đáng quan tâm như sau: Thành phố Hồ Chí Minh xử lý cò bệnh viện, Nhật Bản tài trợ 24 tỷ yên cho dự án cải thiện môi trường tại Huế, thành phố Biên Hòa ngập nặng sau cơn mưa lớn. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành sáng nay thì có những thông tin nổi bật như sau: Loại khỏi ngành nhân viên y tế thiếu phẩm chất, quyền im lặng là để bảo vệ người vô tội, xính thi cử, dỗ béo trước ngày thi, lợi bất cập hại. Đề cập đến vấn đề thi cử, trên trang báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay có bài viết xính thi cử. Nội dung bài báo cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, tình hình này vẫn diễn ra dưới các tên gọi khác nhau như khảo sát năng lực, khảo sát chỉ số thông minh, khảo sát năng khiếu, v.v. Dù mục đích của các cuộc khảo sát là khác nhau nhưng cũng vô hình chung tiếp tay cho việc thi cử nặng nề. Có lẽ đã đến lúc ngành giáo dục cần rà soát tình hình thi cử tràn lan trong toàn hệ thống. Đối với những loại thi cử vô bổ thì kiên quyết loại bỏ. Thông tin chi tiết có ở trang 13 của báo. Mời quý vị tìm đọc. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý trên báo Cần Thơ phát hành sáng nay. Nhiều chuyển biến trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Sạt lở, một căn nhà chìm xuống sông. Phát huy quyền làm chủ của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Giảm gánh nặng cho doanh nghiệp là một bài viết đáng chú ý được đăng tải trên trang báo Cần Thơ phát hành sáng nay. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn phải gánh rất nhiều loại phí, đặc biệt là lĩnh vực đất đai là vấn đề khá nhạy cảm đối với doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Những năm qua, chỉ số tiếp cận đất đai của Cần Thơ qua khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2014 lại giảm điểm và xếp hạng 38 trên 63 tỉnh thành cả nước. Vấn đề đặt ra đối với Cần Thơ trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai, nghiên cứu bổ sung thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tạo điều kiện cho nhà đầu tư dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận thông tin. Thông tin chi tiết về bài báo này có ở trang 8, mời quý vị tìm đọc. Cũng trên báo Cần Thơ sáng nay có bài viết Trang Hòn Tre gặp tỷ phú hồ tiêu. Nội dung bài báo giới thiệu về mô hình trồng tiêu của ông Nguyễn Văn Trâm ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Tỷ phú hồ tiêu là tên gọi mà người dân Hòn Tre đặt cho ông Nguyễn Văn Trâm. Vườn tiêu của ông trên núi Hòn Tre đã có từ những năm 60 của thế kỷ trước và luôn được cải tạo trồng mới lại theo chu kỳ nhất định. Hiện tại, trong vườn hãy còn những dây tiêu cổ thụ có tuổi đời gần nửa thế kỷ vẫn cho năng suất cao. Cái hay, cái độc đáo ở ông là luôn tạo môi trường sống tự nhiên cho cây tiêu bằng cách trồng thêm những cây nọc sống cho tiêu cộng sinh như cây xoài, mít, gòn, vân vân. Cho nên, vừa thu hoạch cây ăn trái, vừa thu hoạch tiêu ổn định, bền vững. Thông tin chi tiết có ở trang 12 của báo. Quý vị khán giả vừa đến với một số bài viết đáng chú ý đăng tải trên một số báo phát hành sáng nay. Hy vọng đã giúp quý vị cập nhật những thông tin để bắt đầu một tuần mới thật hiệu quả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết và sau đó là chương trình 60 phút. Tiếp theo chương trình sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày và đêm hôm nay thì tình hình mưa ở Nam Bộ vẫn tiếp tục được duy trì. Trong đó các tỉnh miền Tây sẽ có mưa trước, với dù mưa tập trung từ Cần Thơ, trải dài về phía đông đến Trà Vinh và Sóc Trăng. Mưa vừa mưa to đến rất to, có thể kèm theo dông. Còn tại miền Đông thì mưa chậm hơn, chủ yếu diễn ra vào chiều tối và đêm. Hầu hết các nơi đều có mưa vừa mưa to và dông mạnh. Thời tiết Nam Bộ ngày và đêm nay được dự báo như sau. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Mỹ Tho, ban ngày có lúc giảm mây trời nắng, nên nhiệt độ cao nhất vẫn giữ ở mức từ 31 cho đến 32 độ. Chiều tối mây phát triển mạnh gây mưa dông nhiều nơi, ban đêm nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 25 độ. Tại Cần Thơ và Rạch Giá, bầu trời nhiều mây, nắng yếu nên nhiệt độ cao nhất trưa nay chỉ khoảng từ 30 cho đến 31 độ. Trưa chiều có mưa vừa đến mưa to, ban đêm nhiệt độ giảm xuống thấp nhất từ 24 cho đến 25 độ. Tại Phú Quốc và Cà Mau cũng được dự báo có mưa về chiều, cường độ mưa nhỏ và mưa vừa. Trong cơn mưa có kèm theo dông, nền nhiệt ở hai nơi này dao động trong khoảng từ 25 cho đến 31 độ. Phần cuối của bản tin hôm nay là phần dự báo cho Vĩnh Long và các khu vực lân cận. Nằm trong vùng mưa nhiều, thời gian mưa trong khoảng trưa về chiều, với cường độ mưa vừa mưa to, có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 24 cho đến 31 độ. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin dự báo thời tiết. Thân ái chào tạm biệt.